đình là số một, oh, oh, oh. Gia đình là số một, oh, oh, oh. Yeah, gia đình là số một. Xoay vòng những âm thanh sao thật thân thương, tiếng nói ấm áp của gia đình, và có khi là những âm thanh thật chát chua. Ôi cãi vã đến đau đầu, không ai ở trên đời này có thể lựa chọn nơi chúng ta được sinh ra. Dù thế nào phải luôn nhớ, chẳng cách gì để thay đổi. Vì chẳng có nơi đâu đáng yêu hơn chính nơi này, chẳng nơi đâu yêu thương nhau hơn chính gia đình này. Dù ngày mai tương lai có nơi thay, ta vẫn muốn sát vai. Gia đình là số một, oh, oh, oh. 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 Gia đình mình như cột đèn sẽ không ai bận chuyện lên tinh. Gia đình ta dù ra sao vẫn cứ thế khăng khít bên nhau. Dù lắm lúc có đi khi vô tình nhưng sẽ không qua được gia đình mình. Mọi người ơi, mọi người à, dù anh đang ngã nói như thế là gia đình mình mãi là số một, và gia đình mình sẽ mãi là số một. Yeah, gia đình là số một, oh, oh, oh. 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 Yeah, gia đình là số một. Bà con trở về thì tốt quá rồi. Có điều hơi bất ngờ ha. Dạ, con xin lỗi mọi người. Dạ, nhưng mà con xin phép mọi người, con nghỉ làm ạ. Có gì đâu phải xin lỗi chứ. Thời gian qua vất vả cho con quá. Rồi hai đứa biết ở đâu chưa? Dạ, tụi con sẽ đến đảo Phúc Linh ạ. Cái đảo Phúc Linh là nó ở đâu? Con biết là ba. Cái đảo đó ở Nam Mỹ đường á. Biết cái gì mà nói. Nghe cái tên nó là lạ đó con. Mà chắc đâu đó nổi xa tới tận Nam Mỹ hả con? Dạ, chú nói đúng rồi đó ông. Đảo đó còn được gọi là đảo Malvinas nữa. Thấy chưa? Con nói mà mọi người không có tin con. Cái đảo đó như là thiên đường bơi lội. Con tới đó rồi con biết mà. Tới hồi nào? Nằm mơ thấy con ba tới đó bơi. Mà nè, chừng nào hai đứa đi? Dạ, đầu tuần sau ba con về. Chắc là cuối tuần tụi con đi á chú. Ờ, cũng nhanh quá ha. Mà hai đứa cần chú giúp gì về thủ tục xuất cảnh nói chú nha. Chú có bạn làm bên đó đó. Dạ, con cảm ơn chú. Ừ. Thưa cả nhà đi làm nha. Ừ. Như chú sĩ đã nói rồi đó, có gì khó khăn cứ nói cho mọi người biết. Giúp được gì, mọi người sẽ giúp cho tụi con. Dạ, con cảm ơn mọi người nhiều lắm. Có gì đâu mà con cảm ơn cả nhà chứ. Nhưng mà cô nói thiệt, xa hai đứa cô cũng buồn lắm á. Mà thôi đi, đoàn tụ với ba vậy là tốt lắm rồi đúng không? Dạ. Dạ em xin lỗi ạ. Ờ, không có gì. Đi dạ. Trước đi. Mỹ. Dạ. Qua đây ngồi nói chuyện với cô một chút. Dạ. Con ngồi đi. Dạ thôi con đứng được rồi con. Cô đã kêu ngồi xuống nói chuyện với cô, ngồi đi. Dạ. Sao rồi? Hai đứa con chuẩn bị thủ tục tới đâu rồi? Dạ, thủ tục thì ba con chuẩn bị hết rồi cô. Còn với Tâm Anh chỉ cần phỏng vấn với xin visa theo diện đoàn tụ gia đình là được rồi.
biết là như vậy. Nhưng mà cái tiền làm visa với lại hộ chiếu á, cô nghe nói là cũng mắc lắm đó. Sao rồi, con có đủ tiền không? Dạ con đủ rồi cô. Phải chi mà con nói cô sớm á, cô sẽ cho con tiền. Nhưng mà vé máy bay đi tới đó cũng mắc lắm. Nè, con nhận đi. Dạ cô ơi, vé máy bay ba con đặt rồi nên là không cần đâu cô. Có gì đâu, con cứ nhận cái số tiền này cho cô vui đi, đừng có lo nghĩ gì hết á. Coi như đây là tiền thưởng cả năm vừa rồi con vất vả là được. Dạ nhưng mà cô cho tụi con chỗ ăn chỗ ngủ là tốt với tụi con lắm rồi. Không cần đâu cô. Bây giờ không nhận đúng không? Nhưng mà con không nhận thì dạ. Vậy con cảm ơn cô nhiều lắm. Nè, hai đứa con á, mai mốt ráng sống tốt nha. Dạ, con cảm ơn cô. Con xin phép cô làm việc tiếp nha cô. Chừng nào xong việc anh về anh rước em nha. Mà nè, đừng hồi xưng hô vậy nữa, kêu bằng anh yêu đi ha. À vậy đi. Trời ơi, ông là ma hả ông? Ông vô ông không cho hay làm hết hồn à. Dạ con xin lỗi bà. Ơi, có chuyện gì mà hôm nay sao con thấy bà có vẻ vui quá vậy? Nhiều chuyện. Chuyện gì? À dạ, bà ký quyết toán cái này giùm con. Hồi đó không biết hai người sao lại gặp nhau ta. Gặp ai? Dạ thì cô Liễu á. Có phải là trước khi mình giao thực phẩm cho trường thì ba với cổ mới quen nhau phải không? Quen nhau cái gì? Mà nếu là tình yêu sét đánh thì sao? Hả? Ba ăn cơm trước kẻn luôn. Trời, tao phóng cái chiếc trong miệng bây giờ. Nó bẩy nó bả. Con không có ý đó. Ôi cái đó nói chung là duyên số con ơi. Đưa đẩy duyên số thôi. Không phải tình yêu sét đánh như là ông kể đâu. Thôi mà bà tự nhiên người đem kể cái chuyện mình cho nó nghe. Chuyện vui thì kể chứ sao. Nhưng mà rốt cuộc sao hai người quen nhau vậy? Thật ra lúc trước đó, ở trường có một cô giáo tên là Thu, dạy về môn sinh. Rồi bà con quen với cô Thu đó. Trời đất ơi, vậy té ra là bà thích cô giáo Thu trước hả? Không kể nữa nghe. Chuyện có hay không có gì đâu kể. Rồi sao nữa cô? Ô, để cho, để tôi dạ, để anh tôi giúp cô. Dạ vâng ạ. Này, mày chó. May quá có anh giúp, cảm ơn anh. Có cái gì đâu. Để tôi hết, để tôi nghe. Cái này của chị. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Cho em xin ly nước. Sorry. Cảm ơn anh. Dạ. Bây giờ thì anh cứ coi theo hợp đồng mà anh tiến hành ha. Làm sao ráng là cố gắng đảm bảo mà cái chất lượng mà vệ sinh an toàn thực phẩm cho tôi nha. Hiền chi. Những cái đó là tôi đảm bảo. Tôi chỉ cần như vậy thôi. Chắc chắn yên tâm. Giám đốc công ty cung cấp thực phẩm mà bây giờ ngồi đây ăn mì gói, thật là khó coi quá. Bị gì hẹn đi ăn với Thu cho nên tôi nhịn đó từ sáng giờ đó. Ôi trời, anh đã ăn hết phần của anh rồi à? Ừ. Vậy anh ăn của em đi này. Vệ sinh thật lẽ nha. Dạ. Để em. Ừ,
Ừ, ghê ghê ghê. Không kể nữa, chấm dứt ở đây. Sao giờ ba đang gây cấn mà? Nhiều chuyện quá. Cơm nguội hết rồi, đi ăn cơm. Lát nữa mẹ kể cho nghe. Nhớ nha mẹ. Không ngờ ba ghê thiệt. Nhiều chuyện quá. Dạ, con mời cô chú vô ăn cơm ạ. À. Ừ, chú ăn cơm nghe kể chuyện. Mẹ nghe nè Nguyên. Cái gì? Tự nhiên nào đi qua nhà thằng Quang ngủ. Nè, con có bị điên hay không? Mẹ nói rồi đó, đi về nhà ngủ nha. Thôi mà Đăng Chi, thả đi. Chị nhanh lên mình ra. Đăng Chi à, hai đứa này đi vô ăn cơm kìa. Chị làm gì vậy? Đang chơi vui là mất hứng à. Còn nhỏ này càng ngày càng hư đốn. Chơi cái trò gì mà kỳ cục vậy hả? Cô ơi, con sao đâu cô? Thấy chưa, mẹ nghe nó nói chưa? Nó nói không sao kìa. Con nhỏ này liền quá đi à. Mẹ nói rồi đó nha, không lo đốt sự tốt với Tâm Anh đi, vài bữa nữa không gặp người ta được có hối hận đó. Gì? Mắc gì cũng gặp được nó. Sắp tới đây là Tâm Anh với Tâm Ý đoàn tụ với ba ở nước ngoài rồi đó. Hả? Sao mà không nói cho tao biết? Mình tính lên nói với bạn, nhưng bạn cứ lấy dây bắt mình làm ngựa. Tại sao mà em nói cho tao biết hả? Gì? Tâm Anh! Hả? Em làm gì vậy? Mày dám bỏ nhà tao đi hả? Tao không cho mày đi đâu hả? Làm gì? Mày đứng lại cái đầu đáng ghê. Tao không cho mày đi đâu hả? Tâm Anh! Làm gì? Con nhỏ Tâm Anh này, mày dám bỏ nhà tao đi hả? Hát hoài cho mấy đứa nhỏ, anh cố tình anh giấu lại để mà tặng cho em á. Nhận đi, coi như á đây là quà anh xin lỗi dành cho em. Nè, anh dần tất cả tấm lòng vô đây đó nha. Nhận đi. Không thích. Thích mà, nhìn đi, nhìn nó sẽ thích nè, nhìn nó cho thích. Tất cả tấm lòng vô đây, tất cả tấm lòng vô đây nè, tất cả tấm lòng của một chàng trai dành cho cô gái.
cười là cười nhận rồi đó nha. Sao cậu không về nhà? Có phải là tại tôi không? Tin nhắn hoài sao ngủ được. Nếu là vì tôi thì mong rằng sau khi tôi đi cậu sẽ hết giận. Ông Mỹ. Dạ. Lại chú Biểu. Dạ sao vậy chú? Lúc chú bị bệnh chị Diễm My có tới đây đúng không? Dạ chị Diễm My đâu có được phép vô nhà mình đâu chú. Vậy tại sao cái kẹp của chị Diễm My nằm trong phòng của chú? Cái kẹp này là chính chú tặng cho chị Diễm My mà. Có chuyện gì giấu chú đúng không? Dạ... Con nói đi, có chuyện gì đúng không? Vì hôm chú bệnh, chỉ còn mình con ở nhà thôi. Nếu chị Diễm My tới là con phải biết chứ. Có chuyện gì con giấu chú đúng không? Dạ. Con nói đi. Chị... Có chuyện gì? Chị My dặn con là không được nói. Vậy bây giờ con biết gì con nói đi. Có phải hôm đó chị My ở đây đúng không? Dạ, sự thật là hôm chú bệnh, chị My ở đây chăm sóc chú cả ngày, còn nấu cháo cho chú nữa đó chú. Dạ. Nhà càng ngày càng vắng vẻ, buồn chết đi được. Trước khi cô Điệu đi lấy chồng á, thì nhà vui biết bao nhiêu. Diễm My! Diễm My! Ra đây cho anh! Diễm My! Diễm My! Dạ. Chào anh. My không có đây anh ơi. Anh làm ơn nói tôi biết Diễm My đang ở đâu đi. Không biết. Làm ơn nói tôi biết đi, Diễm My đang ở đâu? Tôi năn nỉ á. Không biết. Cuối cùng tôi với ông cũng không bán đứng bạn bè. Chính xác, không bán đứng bạn bè. Thôi, hết ly nha. Ừ. Thôi dọn dẹp đi, không nhậu đâu. Mệt quá. Gì nữa đây? Có chết thì tôi cũng không bán đứng bạn bè. Vậy bây giờ hai người có thể tiết lộ tôi bí mật về My, cô đang ở đâu được không? Thật ra là tụi tôi không muốn tiết lộ bí mật đâu. Đúng rồi. Tại sao không tiết lộ bí mật được? Kỳ lắm. Sao kỳ? Bí mật của người ta mà. Không bán đứng bạn bè. Ờ, cái này đâu phải là hai anh bán đứng bạn bè đâu. Cái này do tôi tình nguyện tìm tới My mà. Ừ, cũng đúng. Thôi được rồi, tôi sẽ tiết lộ cho anh một bí mật. Bí mật đó chính là ngày xưa My rất yêu anh. Ngày xưa. Vậy còn bây giờ? Em khuyên anh thiệt lòng á, là nên quên My đi. Tôi hiểu rồi, cảm ơn em. Dạ, con chào mẹ. À, chào con. Mẹ tới đây có chuyện gì không mẹ? Ba con mẹ hẹn mẹ đi ăn trưa nên mẹ đến đây chờ đó. Ủa, dạ, vậy ba con đâu rồi mẹ? Nghe nói là đi tiếp khách nước ngoài thì phải.
Vậy thì tốt quá. Mẹ, bây giờ mẹ kể tiếp con nghe câu chuyện ngày hôm qua đi. Ủa, con không đi làm việc sao? Dạ, công ty này con là người rảnh nhất, đâu có việc gì đâu làm. Mẹ kể đi con nghe. Bạn bè kiểu gì mà lại giấu tôi chuyện này chứ? Xin lỗi bà nha. Tôi cũng tính nói, nhưng mà ngại. Thôi đi, không cần phải xin lỗi tôi đâu. Chỉ sợ là chuyện này mọi người biết được á thì sẽ có chuyện đó. Cho nên cũng mong cô bỏ qua cho. Với lại xin cô giữ bí mật giùm tụi tôi. Vì vậy mới mời tôi đi ăn để hối lộ chứ gì. Không không, hối lộ cái gì đâu, to tát quá. Xin mời cô. Ăn đi bà. Thôi, mình về chứ hả? Mời cô. Anh, hình như là đi lố đường quẹo nhà Liễu rồi thì phải. Ủa, vậy hả? À, vậy thôi, anh cứ để tôi xuống đây, tôi tự đi taxi về nhà cũng được mà. Vậy làm phiền Liễu nha. Ồ, trời tối rồi, làm vậy có sao được. Hay là vậy đi, hay là Liễu với lại chúng tôi về nhà Thu rồi sau đó tôi đưa cô về ha. Trời ơi, giờ này còn nhiều taxi lắm mà anh. Nghe Thu nói là cô Liễu với Thu ngày xưa là bạn thời đại học. Ông biết lúc đó là tính tình của Thu sao ha. Thu vốn xinh đẹp, cho nên có rất là nhiều người theo đuổi. Có lẽ là vì vậy, cô ấy có rất là nhiều mối tình. Có rất nhiều mối tình à? Phải à, nhưng không có mối tình nào sâu đậm đâu à. Lâu lâu thì thỉnh thoảng cũng có nhiều người phao tin rằng cô bắt cá hai tay, hoặc là yêu hết người này rồi đến người khác. Bắt cá hai tay à? Phải à, có lẽ là do cô quá nổi tiếng cho nên đành phải gánh chịu những tin đồn thất thiệt đó thôi mà. Vậy thì cô Liễu có bắt cá hai tay không? Ôi trời, tôi có xinh đẹp gì đâu mà người ta theo đuổi tôi chứ. Thậm chí tôi còn chưa có mối tình nào dắt dai nữa là. Ngày nào tôi cũng phải thui thủi đi về nhà một mình đó. À, vậy hả? Không biết là cô Liễu xài dầu gội đầu gì mà thơm quá. Ủa coi thằng này. Mày, con vô đây làm gì? Dạ, con đang nghe mẹ kể gian dở câu chuyện ngày hôm qua. Công chuyện đăng đăng đê đê không chịu làm. Thôi ra ngoài kiếm chuyện làm, mau lên. Dạ, để con ra ngoài con ráng kiếm chuyện con làm, con đi nha. Ừ. Mẹ, về nhà nhớ kể con nghe tiếp nha. Dạ con đi. Nhiều chuyện dễ sợ vậy đó. Chị ơi. Em đi học tới chừng nào vậy? À, để ngày mai chị tới nói với cô giáo ha. Dạ. Em sao vậy? Lúc đầu nghe nói được đoàn tụ với ba thì em rất vui. Em cũng thích được đi máy bay nữa. Nhưng mà cứ nói tới chuyện không được gặp lại các bạn thì em lại thấy buồn. Không có sao đâu. Sau này em gặp anh đó, em cũng sẽ có bạn mới mà. Dạ. Yeah. Tâm Anh ơi. Tâm Anh, lên phòng tao nói chuyện tí. Có chuyện gì sao bạn không nói ở đây luôn đi Lâm Chi? Tao kêu lên thì mày cứ lên. Tao muốn cuộc nói chuyện giữa hai người con gái được riêng tư. Lên nhanh nha. Ừ.
Ủa, bạn làm gì vậy Lâm Chi? Từ bây giờ phải có sự cho phép của tao thì mày mới được đi. Lâm Chi à, từ đầu mày đã ở đây rồi thì mày phải ở đây luôn, không được đi đâu hết. Nhưng mà mình cũng phải được đoàn tụ với ba chứ. Chuyện đã tính sao, có lệnh của tao mày mới được đi. Lâm Chi à, ủa sao mày kêu tao hoài vậy? Tao nhắc lại một lần nữa, phải có sự cho phép của tao thì mày mới được đi. Cậu có biết chừng nào Nguyễn về không? À, em cũng không biết chừng nào nó về nữa. Nhưng mà em thấy nó buồn lắm. Chưa bao giờ mà em thấy thằng bạn em nó buồn dữ vậy á. Tâm Anh ơi! Dạ! Nè, ăn chung đi. Cảm ơn bạn. Lâm Chi nè, mình cũng ôm một con gấu bông được chứ. Thích con nào lấy chi. Mình chọn con này. Trời ơi, mà cũng biết chọn ghê. Ủa, mà con này tên gì vậy? Elizabeth. Tên gì dài ngoằng vậy, khó kêu quá. Trời ơi, mày không biết hả? Tên vậy á, nghe mấy xoan. Cậu nói với Nguyên là cứ về nhà đi, tôi sẽ không để cậu ấy thấy mặt tôi đâu. Dạ. Này mấy cái công ty khác đó, họ chuyển cái hình thức ăn uống tiện lợi rồi. Còn mình thì tính sao? Ba, hay là mình làm thêm cơm hộp đi ba. Cơm hộp? My à, anh xin lỗi nha. Anh lỡ nói địa chỉ làm của em cho anh Sĩ biết rồi. Tại anh thấy anh Sĩ tội nghiệp quá. Cái anh này. Đón xem tập 129 phát sóng vào lúc 19:55 ngày 14/10/2019 trên kênh HTV7. Bà làm YouTube bà thiếu gì tiền mà bà lấy vàng của mày? Thách thức danh hài mùa 6 đã quay trở lại khi tụ dàn thí sinh bá đạo làm mưa làm gió trên sân khấu thách thức danh hài. Vô vô hát nè, rap. Đúng theo tao, đúng theo tao, đi đá bên tao, đúng. Thôi hết nổi, cắn lưỡi. Chuyện gì? Tâm hồn là con gái. Tất cả tạo nên thách thức danh hài mùa 6 bùng nổ. Đón xem thách thức danh hài phát sóng vào lúc 20:35 thứ tư hàng tuần trên HTV7 bắt đầu từ ngày 9/10/2019. Gia đình là số 1. Gia đình là số 1.
đình là số 1. Gia đình là số 1.